Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Và như thường lệ thì hôm nay điện tử DAT sẽ giới thiệu cho các bạn về những sản phẩm có mặt tại điện tử DAT. Và trên tay của mình đây đó chính là một mạch modem 6 relay 5V kích 2 lao mà sẽ có chức năng chính đó chính là sử dụng các chân kích để có thể đấu ngắt các relay và qua đó có thể điều khiển được các thiết bị qua các chân diện tiếp điểm của relay đó chính là COM, NO và NC. Và chúng ta sẽ có tổng cộng chính là 6 ngõ ra diện tiếp điểm. Với mỗi ngõ ra này chúng ta có thể điều khiển các thiết bị có điện áp lên tới là 250V AC cùng dòng tải là 10A. Và mạch của chúng ta sẽ hoạt động với dòng điện chính là DC. Và ở điện tử DAT sẽ có hai sự lựa chọn cho tất cả các bạn. Đó chính là mạch sẽ sử dụng nguồn là 5V DC và mạch sẽ sử dụng nguồn là 12V DC. Qua đó mà các bạn có thể thoải mái lựa chọn tùy vào nhu cầu sử dụng của mình. Và hai nguồn điện dương và âm sẽ được cấp vào hai chân DC cộng và DC trừ được ký hiệu rõ ràng ở trên mặt. Và ở các chân domino còn lại sẽ là các chân kích từ in 1 cho tới in 6. Với mỗi chân kích sẽ tương đương với một relay nha các bạn. In 1 sẽ là relay 1, in 2 sẽ là relay 2 và cứ tương tự như vậy. Và ở các chân kích này thì chúng ta sẽ thường kết nối với các nút nhấn, cảm biến, công tắc hành trình, v.v. để có thể điều khiển modem của chúng ta hoạt động nha. Và ở mỗi chân kích thì chúng ta cũng có thể tùy chọn cách để kích nha. Chúng ta có thể kích mức cao hoặc là mức thấp. Và để chọn mức cao và thấp thì chúng ta sẽ chọn các chân này. Thứ hai là kích mức cao và lao chính là kích mức thấp. Ở phía bên dưới này chính là S1, S2, S3, S4, S5, S6. Với S1 sẽ là relay số 1, S2 sẽ là relay số 2, S3 sẽ là relay số 3 và tương tự như vậy với S4, S5 và S6. Và như mình thấy ở đây thì các relay của chúng ta em đã jumper ở chế độ kích mức cao nha các bạn. Các bạn có thể thay đổi kích mức cao hoặc mức thấp bằng cách chuyển jumper. Và như ở đây thì mình sẽ chuyển relay số 4 sẽ kích mức thấp bằng cách chuyển jumper nối với con và lao. Lúc này khi hoạt động thì relay của chúng ta sẽ kích mức thấp nha các bạn. Và modem mà mình đang sử dụng sẽ có điện áp hoạt động chính là 5V DC. Vì thế mình sẽ cấp nguồn là 5V cho mạch hoạt động nha. Và như các bạn đã thấy thì khi chúng ta cấp điện thì đèn báo nguồn của chúng ta liền báo màu xanh nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng mạch để điều khiển các thanh đèn LED, motor và cả một chiếc quạt nữa để xem coi mạch của chúng ta có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu không nha. Các bạn hãy nhớ lắp các thiết bị theo sơ đồ trên màn hình nha. A few moments later. Bây giờ sau một hồi mình đã lắp đặt các thiết bị thành công rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử test các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ kích cổng in 1. Vì in 1 của mình đang ở kích mức cao, vì thế mình sẽ kích dương với in 1. Đây, bóng đèn của chúng ta đã sáng. In 2, in 3 và in 4 thì lúc nãy chúng ta đã chuyển lên mức thấp, vì thế mình sẽ kết chân âm với cổng in 4. In 5 chính là cổng ra motor và nó đang được để chế độ kích mức cao, vì thế mình sẽ kết dương với in 5. Cổng cuối cùng chính là cổng in 6 để kích quạt.
Và các chương kết này thì chúng ta thường sử dụng các nút nhấn, cảm biến hoặc là công tắc hành trình để có thể kích hợp và kích nha. Và ở đây mình sẽ sử dụng một công tắc hành trình để có thể kích hợp và kích thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đang sử dụng công tắc hành trình này để điều khiển thử thanh đèn LED thứ ba nha các bạn. Mình sẽ thử với một chân khác. Bây giờ mình đang thử với chân số 5 để ra motor này. Thật sự đơn giản phải không các bạn? Và để có thể điều khiển các thiết bị một cách dễ dàng hơn thì các bạn có thể kết nối đến nhiều công tắc như thế này nha. Và vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn sơ qua cho các bạn biết về mạch modem 6 relay 5V 12V kích 2 lav. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm này thì mình sẽ để phần mua hàng ở phần mô tả dưới video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Và bây giờ video của mình cũng kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và ký kênh của điện tử DT. Nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.